trải qua được 3 mối tình rưỡi. 3 mối tình rưỡi luôn. Không có đôi con. Đủ các bộ phận cơ thể trên con người là được. Chết rồi. Tóc dài, màu đen. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, mời bạn giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Thị Thủy, năm nay 24 tuổi, hiện đang là nhân viên kế toán ở Bình Dương. Em ở nhà ở Bình Phước. Nhà Bình Phước đi làm ở Bình Dương. Mời bạn trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn bên kia và xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Mình tên là Nguyễn Đức Hùng, năm nay mình 27 tuổi. Hiện tại là mình đang là nhân viên của phòng quản lý chất lượng của công ty Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1. Làm việc ở đâu? Dạ, em làm việc ở Bình Dương, Sài Gòn. Tại công ty em thì ở tại thị xã Tân Uyên ạ. Tức là của Bình Dương luôn đúng không? Dạ. Quê em ở đâu? Em thì sinh ra ở Hà Tĩnh và lớn lên thì em ở lớn lên ở Đắk Lắk. Làm ở Bình Dương á? Dạ, em làm ở Bình Dương. Thuận lợi rồi, bạn bên kia là cũng làm ở Bình Dương. Nghe cái cười tươi lắm, thấy thuận lợi rồi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình đi bạn. Dạ, điểm mạnh của em là em chân thành và rõ ràng. Ừ. Có trách nhiệm với lời nói của mình và hành động của mình. Ừ. Mọi người thường nhận xét em là hiền và nhút nhát. Hiền và nhút nhát. Mày ráng tự tin lên, không sao hết ha. Mình có nhược điểm gì không em? Em hiền, nhút nhát và khả năng giao tiếp của em không tốt. Ừ. Thế công trong công việc mình không có thường hay giao tiếp nhiều hả? Dạ, em làm ở bộ phận kế toán nên giao tiếp nội bộ trong công ty nhiều. Ngoài công việc đó em có làm việc gì nữa không? Dạ, buổi tối em có đi dạy thêm tại phường Phú Lợi. Em dạy cái gì? Dạy lớp tình thương ạ. Dạy tiểu học từ lớp 1 tới lớp 5. À, nếu như vậy thì mình cũng là phải năng động, hoạt bát. Mình cũng giao tiếp tốt chứ. Ở trong lớp thì em giao tiếp tốt, còn ra ngoài em ngại. Giao tiếp với mấy em nhỏ thì tốt. Dạ. Giao tiếp với người lớn thì ngại. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em thì ưu điểm của em thì chắc là nấu ăn tốt. Chơi thể thao khá, hát hò thì trung bình, mà làm việc là bạch linh tinh thì ổn. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em chắc là cái tính của em nó hơi người ta gọi là lăn chăn đó. Khi mà vào một việc gì đó thì em chưa suy nghĩ rõ ràng thì em đã quyết định rồi. Hát hò trung bình đâu, thử hát bài cho nó vui coi. Thôi thì gửi tặng các quý vị khán giả và các bạn bên kia thêm gửi tặng bài Châu Anh gần em gần thêm một chút nữa. Trái tim anh hòa dòng máu nóng để yêu em. Giấc mơ ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thức giấc thay giữa lòng ngừng là hình bóng anh. Nắm tay anh đừng để anh đi, đừng để anh đi. Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu. Bình yên ở đây chẳng đâu xa vời. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua được 3 mối tình rưỡi. 3 mối tình rưỡi luôn. Rưỡi là sao? Rưỡi là tức là em cái mối tình của cuối cùng của em thì nó gọi là bắt đầu chớm nở, nhưng mà nó chuẩn bị chưa tới đâu vào đâu thì lại phải dừng lại, nên gọi là 3 mối tình rưỡi chị tưởng. Rưỡi. Nhưng mối tình trong 3 mối tình đó, mối tình nào sâu đậm và mối tình sâu đậm với em nhất là mối tình thứ 3. À, bao nhiêu năm? Dạ, em thường thường thì yêu chung tình lắm, 3-4 năm lận. Mối tình cuối đó cũng 3 năm. Tại sao lại phải chia tay? Dạ, thứ nhất là vì khoảng cách địa lý, là nhà em có xảy ra chuyện thì em có về Đắk Lắk sống một thời gian. Và sau này thì em có xuống đây làm thì hai bên cũng có gặp nhau, cũng có nói chung cũng tình cảm với nhau lại. Nhưng mà nó có gặp trắc trở về một số vấn đề nên là bọn em quyết định là chia tay. Rồi bây giờ tình trường của em sao? Dạ, em có một mối tình 4 năm đại học. Rồi lý do sao chia tay? Em nghĩ là lúc tụi em quen nhau là đã sai rồi. Sao sai? Là sao? Tụi em quen nhau xong tìm hiểu nhau, thấy tính cách của nhau khác nhau, nhưng mà cố gắng để quen nhau, nhưng càng cố gắng thì càng cảm thấy không hợp nên chia tay. Thôi bây giờ ai cũng có mối tình rồi, chuyện cũ bỏ qua nè. Bây giờ mình nói tới người mới đi. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Bạn trai phải cao khoảng 1m7. Bên kia cao nhiêu em? Em cộng 4 phân em mới bằng được chỉ tiêu đó chị ơi. Bớt chút xíu được không em? Dạ không sao ạ. Em còn tiêu chuẩn gì nữa em nói luôn cho bạn trai mình. Không có đô con.
Không quá đô con. Không hút thuốc. Không gia trưởng. Hai cái đó em không có. Hòa đồng, vui vẻ, dễ tiếp xúc, dễ gần. Sao em được bao nhiêu phần trăm? Dạ em chỉ có là không cao được mấy 7 thôi chị ơi. Còn lại em đáp ứng được chị ạ. Được hết. Dạ. Rồi vậy bạn trai, tiêu chuẩn sao? Tiêu chuẩn của em về bạn gái thì là đủ các bộ phận cơ thể trên con người là được. Thứ hai là dễ thương một chút, ngoan hiền một chút, lễ phép một chút. Và em cần một người phụ nữ của gia đình. Nếu như một người phụ nữ gia đình ta có khiếm khuyết một cái gì đó trên cơ thể thì em không chấp nhận à? Dạ không, tức là mình đang nói với Von thôi, tức là đầy đủ chân tay mắt mũi giống như mọi người. Dạ, nên còn nếu mà tình người... yêu đến thì mình không thể nói được vấn đề đó anh Linh. Đúng rồi, dạ, tình yêu mà đã nói được đâu. Dạ. Anh qua xem thử có đầy đủ tất cả mọi bộ phận cơ quan. Chào em. Dạ chào anh. Rồi. Dễ thương. Em ghét nhất tật xấu gì của người đàn ông? Dạ bê bối ạ. Bê bối. Em có bê bối không? Dạ không anh ơi. Không có bê bối. Dạ. Lăng nhăng nữa. Có lăng nhăng không? Dạ không anh ơi, em chung tình 4 năm lận mà anh. Đàn ông bê bối lăng nhăng là cũng mệt lắm ha. Nếu như được thì khoảng bao nhiêu em chấp nhận cho đàn trai bước tới? Dạ tùy vào bạn trai ạ. Tùy bạn trai muốn bước lúc nào bước đúng không? Dạ, không phải ạ. Tùy vào bạn trai thì như thế nào. À, con số cụ thể khoảng 1 năm, 2 năm, 6 tháng gì được không? Dạ được 1 năm. 1 năm. 1 năm. Đúng không? Đàn gái đầy đủ tất cả những bộ phận trên người. Không. Em hình dung bạn gái như thế nào em nói chị nghe coi. Chắc là một người em chào chị. Một người chắc cao tầm 1m57, 58. Trắng, da trắng. Da trắng, tóc dài, màu đen. Sơ thượng. Màu dữ lắm. Mình có phải làm dâu không em? Dạ có chị ạ. Hiện tại giờ gia đình em thì còn em, còn mẹ và em và em gái em. Mẹ em thì hiện tại giờ đang sống Đắk Lắk, còn em gái em thì đang bán thuốc tây tại Bình Dương. Ừ. Dạ. Ủa nếu mà vậy làm dâu là mình đi về Đắk Lắk sinh sống hả? Không, tùy vào thuộc vào người vợ của em. Người vợ của em nếu mà anh ơi mình về quê Đắk Lắk sống thì em sẽ về Đắk Lắk sống và ổn định công việc. Còn bạn nữ mà nói anh ơi mình ổn định tại Bình Dương đi thì em sẽ đồng ý theo bạn nữ. Ở đâu mà vợ chồng làm ăn, ăn nên làm dạ, ra ăn nên làm ra là được. Có dạ. Của cải, tiền bạc dành dụm cho con cái sau này là được đúng không? Dạ, không nhất thiết là ở đâu. Dạ. Rồi, dạ. Đồng ý. À, nhà trai cũng rất dễ dàng ha. Bây giờ em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với cậu mợ và em của em. Cậu mợ, rồi để nghe ý kiến cậu mợ coi sao ha. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và khán giả trong trường quay. Mợ thì thấy bạn trai này là mợ thấy được rồi. Bạn này cũng quê gốc Hà Tĩnh, cũng giống quê mình luôn. Tiêu chí chọn hai bạn ấy thì hai bạn đều đáp ứng được của nhau. Còn cháu của mợ thì rất là ngoan hiền, dịu dàng. Cũng như tiêu chí của bạn đưa ra. Cho nên mợ thấy được ấy, mợ chọn bạn này. Mợ chọn rồi đó. Dạ, cảm ơn mợ. Rồi, em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với bạn và các anh chị đồng nghiệp trong công ty ạ. Rồi, đại diện đàn trai đi. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào hai bạn trẻ. Và xin chào tất cả các khán giả trong trường quay. Mình tên là Thu Thảo. Mình là một người chị, cũng là một người đồng nghiệp với em Hùng. Hùng thường ngày thì rất là vui tính, hòa đồng và thân thiện với mọi người. Chị thấy là bạn nữ bên cạnh là cũng rất là dễ thương, hiền. Và quan trọng là hai em là cùng làm ở Bình Dương. Chị thấy hai em là có nhiều điểm cũng rất là hợp nhau. Chị cũng hy vọng hai em cho mình một cơ hội để tìm hiểu nhau sau chương trình này. Rồi, cảm ơn chị. Qua khảo sát hết cả nhà rồi ha. Bây giờ hai bạn tự suy nghĩ, gặp nhau và quyết định có bấm nút hay không. Mở rào. Mời bạn. Mình có món quà tặng. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Đây là cuốn sách Hãy Chọn Yêu Thương. Hy vọng là anh sẽ rút ra được nhiều yêu thương trong đó. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Em làm anh bất ngờ quá. Dạ, sao? Anh suy nghĩ về em khác mà giờ chắc lại. Nhưng mà thấy em dễ thương hơn trong lúc anh suy nghĩ. Hiện tại anh đang làm ở Bình Dương. Hiện tại anh đang làm Bình Dương. Anh làm ở chỗ đường gần chỗ miếu ông cụ của em. Em làm ở trong V-Ship 2. V-Ship 2 à. Vậy mình có thể gần nhau rồi đó.
Thường thường thì thời gian rảnh của em thế nào em? Em thì buổi tối 2-4-6 thì em đi dạy, còn 3-5-7 thì em ở nhà. Và chủ nhật thì ở nhà anh. Anh có muốn hỏi em gì không ạ? Anh muốn hỏi em nhiều lắm mà. Vậy thì anh hỏi đi ạ. Hơi run. Thường là người đẹp thì anh hay bắt được sóng nhiều lắm. Vậy lại. Mà hôm nay tự nhiên đẹp quá nên là cũng miệng lưỡi dữ ha. Cũng được. Hẹn hò thế nào các bạn? Mỗi sao? Tuần ta gặp nhau bao lâu, bao nhiêu lần? Mỗi tuần thì anh có thể dành hết một tuần cho em được. Rồi quan niệm về hôn nhân gia đình như thế nào? Đối với em, tình yêu là một thứ gọi là thiêng liêng lắm. Đối với em thì em sẽ có hy sinh hết về tình yêu để không phải hối tiếc về cái người gọi là mình chọn để làm vợ của mình. Bây giờ cho bạn trai một quyền ưu tiên, bạn hãy tiến tới nắm tay bạn gái. Bạn gái khá nhút nhát, mình phải chủ động lên. Nói gì từ trái tim của mình nha. Tiến tới, mạnh dạn lên, xin phép nắm tay. Anh nắm tay em được không? Dạ được. Anh thì là người xây dựng. Anh muốn nói với em là nắng gió công trường anh không sợ, chỉ sợ đường về thiếu bóng em. Em cũng hy vọng anh sẽ là một người của gia đình và giống cậu em. Cậu em cũng là một người của gia đình. Cậu luôn lo lắng và chăm sóc không những mợ mà cả em nữa. Nên em cũng hy vọng anh thấy được cậu em. Anh cũng sẽ cố gắng là một người đàn ông của gia đình. Dạ. Nếu em đồng ý bấm nút nha. Dạ. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Có cậu mợ, có bạn bè, tất cả mọi người chứng kiến. Chúng ta bấm nút là hẹn hò với nhau, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Các bạn nhé. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Rồi hai bạn nắm tay nhau đi nào. Hãy xin phép cậu mợ. Dạ, xin phép cậu mợ cho con được được hôn bé. 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 Rồi. Hôn đi. Bé đang chờ. Đây là những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Và đây, một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối gửi tặng hai bạn. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Và đây là một chiếc TV Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino. Tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc sẽ gửi tặng cho hai bạn nằm trong căn nhà của hai bạn khi hai bạn đồng ý kết hôn. Rất nhiều quà nhưng chúng ta vẫn phải nắm tay nhau nè, nắm tay nhau thiệt chặt và đi tìm hiểu nhau và tiến tới hôn nhân hai bạn nha.